Trên thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung mà Quỳnh Anh sẽ truyền tải tới quý vị ngay sau đây. Một thành viên NATO thừa nhận sai lầm. Bộ Tổng tham mưu quân đội Canada đã nghe một báo cáo sai lầm liên quan đến khả năng bổ sung kho vũ khí đạn dược của Nga. Ban đầu, giới chức quân sự Canada tin rằng với cường độ chiến đấu diễn ra trên chiến trường Ukraine, ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong 2-3 tháng tới sẽ phải đối mặt với việc không thể bù đắp dự trữ cho đạn pháo các loại cỡ nòng và tên lửa. Tuy nhiên, hiện tại tính toán trên cho thấy rõ là sai lầm. Tổng tham mưu trưởng quân đội Canada, tướng Wayne Erie, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh địa phương, đã phải thừa nhận không ngờ rằng Nga có khả năng nhanh chóng bổ sung kho đạn dược của mình. Người Nga đang làm điều đó nhanh hơn chúng ta nghĩ, và thực tế trên đang gây ra mối lo ngại ngày càng tăng, tướng Erie nhấn mạnh. Vấn đề tiếp theo phải lưu ý đó là thực tế chiến trường Ukraine đã được Bộ Tổng tham mưu Canada tính đến. Và dựa trên kinh nghiệm này, họ kết luận rằng nếu quân đội Canada tiêu hao lực lượng đạn dược với cường độ tương đương, thì ngành công nghiệp quốc phòng sẽ không thể bổ sung hao hụt. Bản thân giới chức quân sự Canada từng phải thừa nhận rằng, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine, các doanh nghiệp trong nước chưa sản xuất thêm một quả đạn pháo cỡ nòng 155mm nào, mặc dù nguy cơ Canada phải đối diện với một cuộc chiến như vậy là không có, dẫn tới việc chưa có yêu cầu gấp rút sản xuất thêm đạn pháo. Nhưng Ottawa lại là đối tác viện trợ quân sự quan trọng của Ukraine. Với tốc độ cung cấp đạn dược như hiện nay, kho dự trữ của quân đội nước này sẽ sớm trống rỗng. Lính Ukraine không phù hợp với cách huấn luyện của NATO. Tờ Le Monde của Pháp đưa tin sau khi phỏng vấn với binh sĩ Ukraine rằng việc huấn luyện của các cố vấn quân sự NATO không mang lại lợi ích gì cho quân đội Ukraine. Tờ Le Monde của Pháp đưa tin sau khi phỏng vấn binh sĩ Ukraine, họ cho biết việc huấn luyện các cố vấn quân sự NATO không mang lại nhiều lợi ích cho quân đội Ukraine, mặc dù trước đó họ đã mong đợi rất nhiều. Hầu hết những người lính tham gia khóa huấn luyện đều thất vọng. Một người lính Ukraine xin giấu tên cho biết những cố vấn quân sự NATO thường không biết cách xử lý những tình huống bất ngờ và không thể đảm nhiệm vai trò huấn luyện với bối cảnh một cuộc chiến tổng lực. Thông tin của Le Monde cũng chỉ ra rằng tình hình liên quan đến trinh sát trên không bằng UAV là đáng thất vọng nhất. Các giảng viên của NATO đã tuyên bố rằng đề mục này là không có trong kế hoạch huấn luyện của NATO, mặc dù tác chiến UAV là một phần không thể thiếu trong các hoạt động chiến đấu của Ukraine. Trước đó, tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin phương Tây không đầu tư đủ thời gian vào việc huấn luyện quân đội Ukraine, sử dụng số vũ khí trang bị của phương Tây viện trợ, dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng số vũ khí này và gây ra thiệt hại lớn. Các nhà phân tích quân sự tin rằng thiệt hại về thiết bị có thể là do quân đội Ukraine dành quá ít thời gian cho việc huấn luyện pháo binh. Theo tờ New York Times của Mỹ, vũ khí tiên tiến của Mỹ được cho là lực lượng tiên phong của một cuộc tấn công lớn, nhưng không thể giúp các binh sĩ Ukraine mắc kẹt trong các bãi mìn dày đặc của Nga. Khi bị mắc kẹt trong các bãi mìn khổng lồ của Nga, quân Ukraine tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, hỏa lực liên tục từ pháo binh và trực thăng của Nga đã băm nát đội hình tấn công Ukraine, khiến các đơn vị bị mất phương hướng. Một đơn vị Ukraine đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu trên mặt trận Orykhiv đã phải tạm dừng cuộc tấn công vào ban đêm, làm mất đi lợi thế. Một đơn vị khác bị thiệt hại nặng đến mức Bộ Tư lệnh Tiền phương mặt trận phía nam Ukraine phải rút họ ra khỏi chiến trường hoàn toàn. Các quan chức Mỹ và các nhà phân tích độc lập cho biết, giờ đây các lữ đoàn Ukraine do phương Tây đào tạo đang cố gắng xoay chuyển tình thế. Theo đó, các chỉ huy quân đội Ukraine đã thay đổi chiến thuật, tập trung vào việc áp chế lực lượng Nga bằng pháo binh và tên lửa tầm xa, thay vì cố vượt qua các bãi mìn dưới làn đạn. Một đợt tăng quân của quân đội Ukraine đang diễn ra ở chiến trường Zaporizhia, với làn sóng tấn công tiếp theo do các đơn vị phương Tây huấn luyện, đang phát động các cuộc tấn công chủ yếu ở quy mô nhỏ, không sử dụng xe bọc thép để chọc thủng phòng tuyến của Nga. Nhưng việc sử dụng chiến thuật làn sóng người trước hỏa lực pháo binh và không quân vượt trội của Nga khiến các mũi tấn công của Ukraine trên tuyến Robotino tại phía nam Orykhiv thiệt hại nặng. Mặc dù đã chiếm lại một vài ngôi làng, quân đội Ukraine vẫn chưa đạt được mục tiêu của chiến dịch, giống như ở Kherson và Kharkiv vào mùa thu năm ngoái. Quá trình huấn luyện phức tạp của chiến thuật phương Tây đã mang lại cho người Ukraine rất ít sự quan tâm khi đối mặt với những đợt pháo kích của Nga. Quyết định thay đổi chiến thuật của Ukraine là một tín hiệu rõ ràng cho thấy hy vọng của NATO. Về những bước tiến lớn do các lữ đoàn Ukraine được trang bị vũ khí mới, huấn luyện chiến thuật mới của NATO đã không thành hiện thực, nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Chất lượng chiến đấu của quân đội Ukraine qua các cuộc phản công cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng đào tạo mà người Ukraine nhận được từ phương Tây và về việc liệu lượng vũ khí trị giá hàng trăm tỷ USD, bao gồm gần 44 tỷ USD từ Mỹ, có thành công trong việc biến quân đội Ukraine một lực lượng chiến đấu theo tiêu chuẩn NATO. Michael Kaufman, một thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, người gần đây đã đến thăm chiến trường Ukraine, nhận xét. Vấn đề nằm ở chỗ, chỉ với một vài tháng huấn luyện, nhưng các đơn vị Ukraine đã sử dụng chiến thuật NATO để đột phá phòng tuyến được chuẩn bị kỹ lưỡng của người Nga.
thay vì giúp người Ukraine chiến đấu theo cách tốt nhất mà họ biết. Quân đội Nga đang ngày càng tỏ rõ dấu hiệu rằng chiến lược của họ là làm cho Ukraine và các đồng minh kiệt sức. Các cố vấn NATO cũng lo ngại rằng việc Ukraine quay trở lại chiến thuật cũ có nguy cơ sẽ dẫn đến chạy đua với nguồn cung cấp đạn dược quý giá, khiến Ukraine gặp phải bất lợi trong cuộc chiến tiêu hao. Các quan chức chính quyền Mỹ đã hy vọng chiến lữ đoàn do phương Tây huấn luyện sẽ cho thấy chiến thuật của Mỹ và NATO vượt trội hơn so với chiến thuật của Nga, cụ thể là xuyên thủng qua tuyến phòng thủ của Nga ở Zaporizhia. Tướng Mỹ cho biết Nga đã khắc phục hàng loạt sai lầm trong chiến dịch Ukraine. Tư lệnh hacker cho rằng Nga đang không ngừng thích nghi và khắc phục sai lầm trên chiến trường, thực hiện chiến lược bào mòn Ukraine và phương Tây. 19 tháng sau khi phát động chiến dịch tại Ukraine, quân đội Nga không thể đạt chiến thắng chớp nhoáng và hứng chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường. Tuy nhiên, giới chức và các chuyên gia quân sự phương Tây phải thừa nhận rằng Moscow đã rút ra được nhiều bài học từ các sai lầm ban đầu. Chúng tôi đã chứng kiến họ khắc phục hàng loạt vấn đề và liên tục thích nghi với tình hình trong nhiều lĩnh vực. Tất nhiên, đây là điều mà chúng tôi rất chú ý theo dõi. Tướng Jim Hacker, tư lệnh phòng không không quân Mỹ tại châu Âu cho biết, trong giai đoạn đầu chiến sự, lực lượng Nga không làm chủ được bầu trời và không chế áp được hoàn toàn phòng không Ukraine. Hơn 70 chiến đấu cơ Nga đã bị bắn rơi, trong đó nhiều chiếc bay thẳng vào tầm bắn của tên lửa Ukraine. Tướng Hacker nói, không quân Nga đã thay đổi đáng kể chiến thuật kể từ đó, đồng thời duy trì phi đội chiến đấu nhờ liên tục bổ sung máy bay. Giờ đây họ không tiến vào vùng bảo vệ của tên lửa phòng không. Nếu buộc phải làm vậy, máy bay Nga sẽ xâm nhập ở độ cao rất nhỏ trong thời gian ngắn trước khi thoát ly về khu vực an toàn. Tướng Mỹ nói thêm rằng chiến thuật này giảm đáng kể độ chính xác của các đòn không kích bằng rocket và bom không điều khiển. Nga cũng triển khai bom thông thường gắn mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất từ đầu năm nay. Đây là phương án tương tự dòng GDAM-R của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành bom thông minh, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao. Bom dẫn đường 250-500 kg gắn bộ UMPK có thể bay xa 50-70 km khi thả từ độ cao lớn, giúp chiến đấu cơ Nga hoạt động ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không đối phương. Quân đội Ukraine hiện không có biện pháp đối phó với loại bom này, trong khi Nga đang sản xuất và bắt đầu sử dụng bộ UMPK cho dòng bom 1,5 tấn có áp lực lớn hơn nhiều. Sự xuất hiện của pháo phản lực HIMARS và bom dẫn đường GDAM-R trong biên chế Ukraine từng gây nhiều thiệt hại cho Nga. Lực lượng này sau đó liên tục điều chuyển các cơ sở chỉ huy và kho đạn ra xa tiền tuyến, đồng thời phân tán chúng để tránh bị xóa sổ trong các đòn tấn công của đối phương. Trong những ngày đầu xung đột, quân đội Nga huy động nhiều đoàn xe cơ giới và các đơn vị chiến thuật cấp tiểu đoàn BTG tiến vào Ukraine. Do không lường trước được khả năng kháng cự của đối phương, lực lượng Ukraine liên tục phục kích và phá hủy những đoàn xe không được bảo vệ, trong khi mô hình BTG bộc lộ điểm yếu là nhân lực quá ít và không đáp ứng được nhu cầu tác chiến. Giờ đây, Nga bảo vệ binh sĩ tốt hơn rất nhiều. Thông qua mạng lưới chiến hào kiên cố và sâu rộng, xe tăng và thiết giáp ẩn mình trong lưới ngụy trang dưới các vạt rừng chỉ ra mặt để bắn phá các đơn vị Ukraine và nhanh chóng trở lại nơi trú ẩn để tránh bị phát hiện. Tình hình khác biệt hoàn toàn so với giai đoạn đầu xung đột. Họ giải mìn và cài đủ loại bẫy trên chiến trường. Đối phương làm rất tốt. Oleksandr Soloko, binh sĩ Ukraine đang tham chiến tại mặt trận Zaporizhia cho biết, Moscow đã tăng cường đáng kể cường độ sử dụng máy bay không người lái UAV và bom dẫn đường để tập kích đối phương, cũng như cản trở đáng kể tiến độ phản công của Ukraine trong những tháng qua. Yuri Bereza, chỉ huy trung đoàn Dnipro 1 của Ukraine, cũng đang tham chiến tại mặt trận Kremlin nói rằng số lượng UAV Nga xuất hiện ngày càng dày đặc. Ngược lại, quân đội Nga cũng liên tục tìm phương án đối phó với những đợt tập kích bằng UAV tự sát Ukraine nhằm vào hậu phương. Các binh sĩ Ukraine triển khai gần 31 thừa nhận họ mất hàng chục UAV mỗi ngày vì hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Ảnh vệ tinh căn cứ không quân Eagle 2 ở tỉnh Saratov, miền Tây Nga, được công ty Maxa của Mỹ đăng tải gần đây cho thấy các oanh tạc cơ chiến lược nằm tại bãi đỗ với nhiều hàng lốp xe phủ trên cánh và khung thân. Mỹ và đồng minh nhận định Nga đủ khả năng sản xuất khoảng 1 triệu quả đạn pháo mỗi năm. Nhưng một quan chức quốc phòng phương Tây giấu tên nói rằng Moscow đang dần tiến đến mức 2 triệu quả mỗi năm và có thể duy trì tốc độ này trong nhiều năm tới. Dự luật mới của Mỹ khiến Ukraine lâm nguy. Dự luật mới giúp toàn thể người dân Mỹ thở phào nhưng lại khiến Ukraine đứng ngồi không yên. Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật mới nhằm ngăn chặn đóng cửa chính phủ, tăng các gói hỗ trợ thảm họa liên bang thêm 16 tỷ đô la, tuy nhiên lại giảm viện trợ cho Ukraine trước áp lực phản đối của Đảng Cộng Hòa. Dự luật này đã nhận được sự ủng hộ áp đảo của Đảng Dân Chủ so với Đảng Cộng Hòa, tỷ lệ 35-91. Dự luật này sẽ giữ cho chính phủ hoạt động đến hết ngày 17 tháng 11. Nếu chính phủ Mỹ đóng cửa, khoảng 4 triệu nhân viên sẽ không được trả lương, kéo theo ngừng một loạt dịch vụ liên bang, từ công viên quốc gia đến cơ quan quản lý tài chính. Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện cho biết, người Mỹ có thể thở phào nhẹ nhõm khi dự luật này thông qua.
Tuy nhiên, việc cắt giảm các khoản viện trợ cho Ukraine sẽ gây tổn hại nặng nề đến mối quan hệ của Washington và Kiev, cũng như gây mất lòng tin đối với các nhà lập pháp ủng hộ Tổng thống Volodymyr Zelensky. Bất chấp yêu cầu về cắt giảm viện trợ, một số quan chức vẫn kiên quyết ủng hộ Ukraine. Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết, chúng tôi sẽ quyết tâm đấu tranh để Ukraine có thể nhận thêm các gói viện trợ kinh tế và an ninh. Để dự luật được Hạ viện thông qua, Chủ tịch Hạ viện là thành viên Đảng Cộng Hòa McCarthy buộc phải dựa vào Đảng Dân Chủ do nhiều thành viên Cộng Hòa phản đối các gói tài trợ ngắn hạn cũng như lên kế hoạch lật đổ ông. Trước đó, ông McCarthy lên kế hoạch giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động với việc cắt giảm chi tiêu gần 30% đối với nhiều cơ quan hay thắt chặt an ninh biên giới. Kế hoạch mà ông McCarthy hay các quan chức lãnh đạo khác đưa ra nhằm mục đích duy nhất là giữ cho chính phủ Mỹ không phải đóng cửa. Nếu tình trạng đó xảy ra, giới công chức liên bang trên khắp nước Mỹ và các nhân viên chính phủ như quân đội, kiểm soát biên giới, nhân viên văn phòng, nhà khoa học sẽ lâm vào tình cảnh điêu đứng. Nhân viên Cục An ninh Vận tải và kiểm soát viên đối diện với tình trạng làm việc không lương, còn du khách sẽ không được cập nhật hộ chiếu Mỹ, giấy tờ thông hành kịp thời. Bên cạnh đó, nhiều gia đình và trẻ em đối diện tình trạng thiếu thực phẩm cũng như không thể tiếp cận giáo dục và vô số chương trình lớn nhỏ khác. Chiến thắng cho phe Dân Chủ. Khoảng 209 đảng viên Đảng Dân Chủ ủng hộ dự luật, nhiều hơn so với 126 đảng viên Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa cực đoan đã thua, người dân Mỹ đã thắng, Haskem Jeffries, thành viên Đảng Dân Chủ hàng đầu tại Hạ viện, nói với Reuters. Đại diện Đảng Dân Chủ Don Beyer cho biết, tôi cảm thấy hài lòng với những nỗ lực của Chủ tịch McCarthy nhằm ngăn chặn ý định đóng cửa chính phủ của một số thành viên Đảng Cộng Hòa. Ông McCarthy cho biết, Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sẽ thúc đẩy thông qua nhiều dự luật tài trợ, cắt giảm chi tiêu và thực hiện nhiều ưu tiên bảo thủ khác như kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn. Vì sao Đức chỉ hoãn chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine? Báo Wall Street Journal cho biết, Đức đang hoãn vận chuyển tên lửa hành trình Taurus có độ chính xác cao tới Ukraine do lo ngại nguy cơ về một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Theo nguồn tin trên, Berlin có những lo ngại rằng phía Ukraine sẽ yêu cầu các kỹ thuật viên Đức hoạt động trên thực địa, điều mà một số quan chức lo ngại có thể kéo Berlin đến gần một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Chính phủ Đức nhìn chung đã chấp thuận việc chuyển giao Taurus, nhưng Thủ tướng Olaf Scholz đình chỉ hoạt động này do lo ngại nhân viên Đức sẽ phải tới Ukraine để giúp duy trì và vận hành loại vũ khí tinh vi này, nguồn tin nêu rõ. Theo các quan chức, Thủ tướng Scholz nói rằng việc di chuyển quân nhân đến vùng chiến sự sẽ cần phải được thông quan tại một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội, vì ông lo ngại sự hiện diện của các chuyên gia quân sự Đức trong khu vực chiến đấu có thể kéo Berlin vào sâu hơn trong cuộc xung đột, gây ra đối đầu trực tiếp với Nga. Người phát ngôn của Thủ tướng Scholz cho biết, hiện chưa có kế hoạch chuyển giao tên lửa Taurus ngay lập tức, nhưng các nguồn tin lưu ý rằng việc gửi tên lửa vẫn có thể được phê duyệt nếu Mỹ gửi vũ khí tương đương cho Ukraine. Theo các nguồn tin, ngay cả khi tên lửa được chuyển giao cho Ukraine trong tương lai gần, vấn đề lớn hơn nữa sẽ là thời gian huấn luyện kéo dài bao lâu để quân đội Ukraine có thể sử dụng chúng chính xác và hiệu quả. Vấn đề này đã được thảo luận ở Đức trong vài tháng qua, khi Kiev cần những vũ khí như vậy để phản công chống lại Nga. Vũ khí của Đức sẽ giúp bổ sung kho tên lửa tầm xa đang cạn kiệt của Ukraine khi nước này tìm cách tăng cường cuộc phản công đang chậm chạp bằng các cuộc tấn công phẫu thuật vào các tuyến đường sắt, kho đạn dược và trung tâm chỉ huy sâu vào lãnh thổ do Moscow kiểm soát. Trước đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius, công bố khả năng giải quyết nhanh chóng vấn đề chuyển tên lửa Taurus sang Kiev, nhưng nay lại bị Thủ tướng Scholz đình chỉ. Taurus là phiên bản Đức của tên lửa Storm Shadow và Scalp mà Anh và Pháp đã gửi tới Ukraine. Tên lửa được thiết kế để phá hủy các công trình và cơ sở hạ tầng được gia cố như cầu khách, tuyến đường duy nhất nối bán đảo Crimea với vùng lãnh thổ Nga. Trong khi đó, một số nghị sĩ Đức đã kêu gọi chính phủ cần nhanh chóng gửi tên lửa này cho Ukraine nếu không muốn xung đột kéo dài. Thủ tướng phải chấm dứt phong tỏa việc giao Taurus, sự do dự và những lời bào chữa mang tính kỹ thuật chỉ góp phần củng cố niềm tin Nga sẽ giành chiến thắng và điều này chỉ càng kéo dài cuộc chiến. Nghị sĩ cấp cao Anton Hofreiter của Đảng Xanh nhận định. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo các cuộc tấn công của Ukraine ở Biển Đen? Ukraine có thể tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn vào các mục tiêu của Nga ở Biển Đen và bán đảo Crimea, nhưng vẫn chưa đạt được bước tiến thực sự nào. Căng thẳng ở khu vực Biển Đen đã leo thang lên một tầm cao mới vào tuần trước sau khi không quân Ukraine tập kích thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea ngày 20 và 22 tháng 9. Cuộc tấn công mới nhất đã làm hư hại một tòa nhà trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga.
Ukraine điều máy bay Su-24 phóng tên lửa hành trình Storm Shadow vào mục tiêu. Kiev cho biết các cuộc tấn công là một phần của chiến dịch bẫy cua Operation Crabtrap do không quân và lực lượng đặc nhiệm nước này phối hợp thực hiện nhằm phá hủy hạm đội Biển Đen hoặc đẩy lực lượng này khỏi Crimea. Mục tiêu của Kiev được đánh giá là quá tham vọng, đặc biệt khi xét đến việc Ukraine không thể cắt đứt hành lang đất liền giữa bán đảo và lục địa Nga, nhưng chúng cũng khiến xung đột leo thang. Giá trị chiến lược của Biển Đen. Ngay từ khi mới phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022, khu vực Biển Đen trở thành một trong những hướng tấn công chính của Nga. Moscow nắm quyền kiểm soát đảo rắn, có tầm quan trọng chiến lược nằm gần đồng bằng sông Danube và Kibun Spit, ngăn chặn hoàn toàn sông Tarzobos và thành phố Nikolaev. Tuy nhiên, quân đội Nga không thể kiểm soát hoàn toàn tất cả cơ sở hạ tầng ở khu vực Biển Đen, bao gồm cảng và nhà máy đóng tàu Nikolaev, căn cứ hải quân Okhotsk, các cảng Odessa và sông Danube. Do vậy, Ukraine vẫn giữ được ảnh hưởng trong khu vực và dần dần tập hợp đủ lực lượng để đáp trả. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2022, Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu tuần dương Moskva, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen bằng tên lửa Neptune. Sau đó, lực lượng Nga cũng rút khỏi đảo rắn. Đã có một giai đoạn giảm căng thẳng trong khu vực nhờ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Kiev được yêu cầu không sử dụng hành lang Biển Đen và cơ sở hạ tầng cảng cho mục đích quân sự và Liên Hợp Quốc phải đảm bảo rằng hàng hóa của Nga sẽ được tiếp cận thị trường quốc tế. Căng thẳng gia tăng trở lại vào tháng 7 năm 2023, sau khi Ukraine thực hiện một số cuộc tấn công vào Crimea và Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Đối với Nga, việc kiểm soát Crimea và Sevastopol rất quan trọng để duy trì ảnh hưởng ở Biển Đen. Đây là nơi đặt trụ sở chính của hạm đội Biển Đen và bộ chỉ huy của lực lượng này. Hơn nữa, sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Crimea đã trở thành một trung tâm hậu cần quan trọng và là hậu phương tác chiến cho quân đội Nga triển khai ở các khu vực Kherson và Zaporizhia. Trận chiến giành Crimea của Ukraine. Ukraine bắt đầu tấn công Crimea vào mùa hè năm 2022. Ngày 31 tháng 7 năm 2022, lực lượng của nước này đã thả một thiết bị nổ xuống trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol bằng máy bay không người lái UAV. Ban đầu, các cuộc tấn công như vậy rất hiếm khi xảy ra và thường nhằm mục đích gây nhiễu loạn thông tin, nhưng sau đó đã được tiến hành thường xuyên hơn. Loại vũ khí được sử dụng cho các cuộc tấn công cũng tăng lên đáng kể. Ngày 29 tháng 10 năm 2022, Kiev tiến hành cuộc tấn công bằng UAV và tàu không người lái vào Sevastopol. Sau khi nhận được tên lửa hành trình từ các nước NATO, Ukraine đã sử dụng chúng trong các cuộc tấn công vào Crimea. Ukraine gây áp lực lên hệ thống phòng không của Nga bằng việc phóng kết hợp UAV giá rẻ cùng các tên lửa hành trình phức tạp và đắt tiền hơn. Kiev tuyên bố đã phá hủy một số tổ hợp phòng không S-400 nhưng chưa bao giờ đưa ra bằng chứng cụ thể. Gần đây nhất, ngày 22 tháng 9, Ukraine tấn công vào một tòa nhà trụ sở của hạm đội Biển Đen. Điều này chứng tỏ Ukraine có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược quan trọng của Nga ở Crimea. Mục tiêu của những cuộc tấn công này được cựu trợ lý Tổng thống Ukraine, ông Alexei Arestovych nêu rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Crimea là một căn cứ hậu phương với 5 sân bay quân sự, các kho đạn dược và nhiên liệu khổng lồ cùng các điểm kiểm soát. Tất cả những mục tiêu này phải bị phá hủy và toàn bộ hạm đội Biển Đen sẽ không còn đóng ở Crimea nữa. Sau đó, nếu họ chuyển đến Novorossiysk, chúng tôi cũng nhắm đến mục tiêu đó. Ukraine mời gọi phương Tây thực hiện tham vọng nội địa hóa vũ khí. Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn biến ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine thành một trung tâm quân sự lớn bằng cách hợp tác với các hãng vũ khí phương Tây để tăng cường cung cấp cho chiến dịch phản công của nước này. Phát biểu được đưa ra tại một diễn đàn cho chính phủ Ukraine tổ chức với sự tham gia của đại diện hơn 250 nhà sản xuất vũ khí phương Tây để thảo luận về việc hợp tác phát triển năng lực chế tạo và sửa chữa vũ khí ở Ukraine. Chúng tôi quan tâm đến việc nội địa hóa sản xuất các thiết bị cần thiết cho quốc phòng và các hệ thống phòng thủ tiên tiến được binh lính của chúng tôi sử dụng, mang lại cho Ukraine kết quả tốt nhất trên mặt trận, ông Zelensky nói. Tổng thống Zelensky nói rằng các hệ thống phòng không và giả phá bom mìn là ưu tiên trước mắt của Ukraine. Kiev cũng muốn tăng cường sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và đạn pháo nội địa. Kiev triển khai chiến dịch phản công từ đầu tháng 6 nhằm giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Kiev báo cáo tiến triển ở nhiều hướng và giành lại hơn chục ngôi làng, nhưng đến nay vẫn chưa giành lại bất kỳ thành phố lớn nào. Ukraine vẫn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ tài chính và quân sự của phương Tây, nhưng cuộc xung đột kéo dài khiến nhu cầu vũ khí và đạn dược ngày càng tăng. Giám đốc điều hành của các nhà sản xuất vũ khí từ hơn 30 quốc gia đã tham dự diễn đàn. Một số người cho biết họ cạn kiệt nguồn dự trữ một cách nhanh chóng và gặp khó khăn trong tìm kiếm nguồn cung để có thể tăng cường sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của Ukraine.
giới chức Ukraine coi việc phát triển sản xuất quốc phòng nội địa là động lực thúc đẩy nền kinh tế đang bị thu hẹp khoảng 1/3 do xung đột. Một số nhà sản xuất hàng đầu của phương Tây như tập đoàn Rheinmetall của Đức và BAE Statum của Anh đã công bố kế hoạch hợp tác với đối tác Ukraine. Ukraine đã ký khoảng 20 thỏa thuận với các đối tác nước ngoài để hợp tác sản xuất, trao đổi công nghệ hoặc cung cấp linh kiện máy bay không người lái, xe bọc thép và đạn dược. Chính phủ Ukraine lên kế hoạch triển khai các điều kiện kinh tế đặc biệt để thu hút đầu tư của phương Tây vào lĩnh vực quốc phòng trong nước, bao gồm quỹ hỗ trợ phát triển công nghệ mới. Đây sẽ là mối quan hệ đối tác cùng có lợi. Tôi nghĩ đây là thời điểm và địa điểm tốt để tạo ra một trung tâm quân sự lớn, ông Zelensky nói trong cuộc gặp riêng với các nhà sản xuất vũ khí từ Mỹ, Anh, Cộng hòa Séc, Đức, Pháp, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin kế tiếp trên kênh Tin Tức Việt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!